Đi câu bà mẹ này. Chị à? Chị mẹ mà. Còn ít. Đêm say gì đâu.
Những cái tiền nó lì quá kìa. Thôi thôi đừng cho chị nghĩ xí đâu quá. Sẽ xí đâu con mày nghĩ đâu đâu con mày nghĩ đâu ta. Để anh gọi bóp cà phê đi. Đâu qua video chị gắn em xíu à, mày biết từ đâu quá đi. Con bên kia không hề đau, con bên kia đau hè. Giá thần kinh bên kia bị tức rồi đâu đó ta. Bỏ tay xuống rồi chị xin biết là tại lâu quá rồi. Làm nó được lâu nay chị nghỉ sinh á, cái chuyện này đi làm á. U mà ăn đau quá từng nghĩ xíu là ăn đau quá chịu không luôn. Sức chịu đựng hắn nó bị tụt lại bữa lòng xô xỉnh rồi lên tệ đi thật quay quay Đúng rồi hết rồi. Bắt mày nó thường thủ. Sợ uống lặng rồi. Chào bà mình nhận hai lỗ nữa anh. Thank you.